Hello, xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị anh chị đến với ITP Club Channel. Thì hôm nay Xuân Thịnh sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị một mã cổ phiếu có tiềm năng phát triển trong năm 2021 và năm 2022. Đó là mã cổ phiếu LTG, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, được niêm yết trên sàn Upcom. Đến với LTG thì chúng ta cùng điểm qua một chút về kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2020. Thì doanh thu thuần quý 4 năm 2020 của LTG đạt 3.534 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ nhờ doanh thu mảng bảo vệ thực vật tăng 65%. Khi nhu cầu vật tư nông nghiệp phục hồi, đồng thời doanh thu mảng gạo cũng tăng 174% lên 1.203 tỷ đồng nhờ tăng cường bán hàng cho các công ty xuất khẩu. Biên lợi nhuận duy trì ở mức 20,1% và lợi nhuận gộp đạt 712 tỷ đồng. Diễn biến thời tiết thuận lợi cùng với chiến lược đẩy mạnh bán hàng qua kênh dịch vụ nông nghiệp đã giúp cho hoạt động kinh doanh của LTG khởi sắc từ quý 4 năm 2020. Và chúng ta kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2021. Các mảng kinh doanh chính của LTG, đặc biệt ở mảng thuốc bảo vệ thực vật và gạo, cũng sẽ phục hồi khả quan hơn dự báo trước đây. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể dự phóng về cái doanh thu của mảng bảo vệ thực vật sẽ đạt khoảng 4.832 tỷ đồng, tăng lên 10,5% so với 2020. Đồng thời mảng dịch vụ nông nghiệp là một kênh phân phối mới cũng góp phần thúc đẩy doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật. Ở mảng gạo thì dự phóng doanh thu của chúng ta là 2.415 tỷ đồng và tăng 13,7% khi LTG mở rộng kênh phân phối thông qua việc bán hàng cho các công ty xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu gạo được kỳ vọng sẽ phục hồi. Tổng kết lại thì doanh thu của LTG trong năm 2021 được dự báo tăng hơn 11% so với năm 2020 và tăng lên 8.352 tỷ đồng. Đồng thời chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dự báo sẽ tăng nhẹ so với năm 2020. Biên lợi nhuận ròng ước tính cải thiện thêm khoảng 21 điểm cơ bản và giúp cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng lên 16%, lên mức là 425 tỷ đồng. Qua đó thì cái mức giá khuyến nghị của LTG có thể tăng lên tới 40,2 ngàn đồng trên một cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ xem xét xem LTG đang có những cái mức giá như thế nào và cái điểm mua thế nào cho nó phù hợp. Ở trên biểu đồ thì chúng ta cũng có thể thấy được LTG đang có mức giá khá tốt, đó là 34,6%, thấp hơn khá nhiều so với cái định giá cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy được LTG sẽ gặp một cái áp lực chốt lời rất là lớn sắp tới, và có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong khoảng từ tháng 4 cho tới đầu tháng 5 và sẽ đâu đó về mức giá 30.000 đồng trong khoảng hơn một tháng tới. Thì đó sẽ là cái điểm mua rất là tốt đối với quý vị chỉ có ý định đầu tư dài hạn với mã cổ phiếu này và tiềm năng phát triển trong tương lai rất là ổn định. Chúng ta sẽ có cái điểm mua ở 30 và cái target kỳ vọng của LTG sẽ là 40 về mức định giá của công ty. Xin cảm ơn quý vị chị đã theo dõi Xuân Thịnh trong thời gian qua cũng như là ITP. Cảm ơn quý vị chị đã ủng hộ Xuân Thịnh và kính mong là quý vị chị sẽ tiếp tục ủng hộ Xuân Thịnh và ITP trong thời gian tới. Bằng cách có thể là mở tài khoản tại VPS theo cái IP của Xuân Thịnh tại câu lạc bộ tại VPS, hoặc cũng có thể tham dự cái room ITP miễn phí cũng như là thu phí. Đặc biệt ở room thu phí thì ITP sẽ hỗ trợ quý vị anh chị cơ cấu về danh mục đầu tư và theo cái nguồn vốn và sở thích của quý vị anh chị luôn. Mọi người cũng có thể mời Xuân Thịnh một ly cà phê nhé. Xin cảm ơn quý vị anh chị và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong video lần sau. Xin chào.